Mày nè, mày nè, bắn nè. Thôi em đang bận chơi game rồi, tao kêu mày nè. Coi ở nhà đi, đi đập tim làm gì nguy hiểm, dịch bệnh rồi tùm lum hết chơi game này. Mày nè. Dịch bệnh thì người ta vẫn đi coi phim ầm ầm mà trời. Trời ơi, người ta thì chuyện của người ta chứ, em sợ chị bị bệnh thôi. Ở nhà đi. Chơi game này. Mày nè. Cái này là do mơ chơi game hay là do hả? Lo lắng cho bệnh thiệt chị ta. À hay là tối nay em dẫn chị đi mua đồ đi. Dạo này chị không còn đồ bận luôn. Cái gì? Chị mà hết đồ bận á, đúng là lý do của con gái nè. Trong khi nè, tủ đồ này quá trời quá đất, còn một đống áo quần chưa mặc nè. Vậy mà hết đồ bận thì xạo quá, em chơi game tiếp đây. Mày nè. Trời ơi, sao cái gì cũng không chịu vậy? Dạo này gần đây em khát lắm nha. Làm cái gì cũng không được, em cứ chơi game hoài thôi. Ui, em khát á, em uống miếng nước rồi. Cái gì? Rồi, hết khát luôn. Ủa là sao? Tại vì em đi uống nước là sao? Thì chị nói em khát, em khát nước, em uống nước thôi, em chơi game tiếp đây. Chạy, uống nước không? Cái gì cũng Ôi này là nước hồ cá của chị mà ai đem uống. Ôi à. Dạo này em khát rồi, em không còn như ngày xưa nữa. Trời ơi, em mới thấy chị khát á. Dạo này chị cứ kêu em khát hoài. Bực bội ra suốt ngày em cứ qua bên đây. Xong rồi em kêu chợ đồ đồ ăn cho em. Xong rồi em ngồi em chơi game từ sáng tới tối. Em qua đây để em xài điện của chị đúng không? Để bên kia em khỏi còn tốt tiền điện đúng không? Em đi về. Khoan. Để lấy mấy chơi game cái. Ok. Đọc sách mà ai khóc hoài vậy trời. Ủa chị đang bay qua nhà em khóc chi vậy? Chị buồn đi mất. Rồi ai làm chị gì mà buồn? Hôm nay chị qua đây chị có chuyện muốn nhờ em giúp. Em có muốn giúp chị không hả? Muốn giúp là phải có hậu tạ đó nha. Rồi cái gì mà khóc hoài vậy? Ai làm gì chị? Trời ơi kìa chị, em cần giúp em cái gì? Chị muốn cái gì? Trời chị nói đi, khó hiểu quá. Dạo gần đây á tu gà kỳ cục lắm. Ví dụ như là chị muốn mua quần áo đúng không? Tại chị hết đồ mặc rồi. Sao tự nhiên chị không nữa vậy? Rồi chị muốn cái gì em không hiểu. Trời đất ơi, đúng là một con gái thì cũng khó hiểu lắm hả các bạn ơi. Tôi muốn người tâm sự mà mẹ không tâm sự gì hết trơn. Bây giờ chị muốn giúp làm cách nào để tôi gà trở về như xưa đây? À em biết rồi, do giờ này tôi gà mập lên là mất hết 6 muối rồi đúng không? Trời ơi sao em nói em mà em cho tôi gà thuốc cái uống là trở thành 6 muối liền. Vậy chị muốn tô gà thành em bé đúng không? Không, trời đất ơi, mày không hiểu gì hết trơn, cái trội á. Ủa chứ sao, chị khó hiểu quá à. Thôi mà ở đây mình nói luôn chứ mấy thằng con trai này mình cũng khó hiểu quá. Bây giờ nha, Huy Đức, em hay nói em là thiên tài đúng không? Vậy thì em có thể nào chế tạo bạn trai lại cho chị không? Cái gì? Chế tạo hả? Nhưng mà chị nói em là thiên tài rồi mà em không chế tạo được thì còn coi ra thiên tài cái gì nữa chứ. Đúng rồi đó, cho nên là em có làm được không? Em coi này nè, đi theo em đi. Có hả? Có thiệt luôn hả? Để lên. Wow, ok, để coi Huy Đức làm được cái gì nha. Wow. Ta-da, xong rồi nè chị Nabi ơi. Cái gì vậy? Đây, cho chị cầm đó. Wow, hai cái bình gì đây nhìn đẹp quá vậy? Lửa, nước với sắp xếp là cái gì? Đây chính là bình thuốc bạn trai nguyên tố. Chị có thể chế tạo tô gà theo ý muốn của chị. Lửa là nóng bỏng nè, nước là mát mẻ dịu dàng, còn màu vàng chính là hả nổi bật. Chị thích cái nào cũng được. Cái bình thuốc này được ngang. Cảm ơn Huy Đức nhiều mà đâu có hay vậy. Trời ơi, em định làm cho em mà thấy chị tội nghiệp quá nên em tặng cho chị đó. Trời ơi tốt bụng quá, bữa nào chị mời ăn một bữa nha. Ok, cảm ơn nha, bye bye. Ok, bye bye. Mình đã có mấy cái bình thuốc này từ Huy Đức rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua mình chế tạo tô gà. Mày nè, mạnh chưa? Bây giờ này tô gà chơi game bị bro beep. Hello chị Nabi. Mày nè. Kiểu là xem như chả có chuyện gì xảy ra, sáng ngày hôm sau là qua đi chơi game tiếp mà. Tốt lắm chị Nabi. Hello. Em đừng uống nước đó nữa, bỏ nước đó đi. Chị sẽ cho em một cái nước khác ngon hơn. Ủa? Nhiều. Uống đây nè, nước tinh dầu á. Nước gì mà đỏ lè vậy? Sao có tinh lửa là sao? Uống này nước xì tinh dầu đó, chị để cho nó đẹp thôi à. Em uống vô em thấy được một cái sự thoải mái. Không có thương chị đấy nha. Uống này nha. Ok, có thiệt không? Người ta có trôn tôi gì không đó? Ok, uống nè. Ok vậy. Ồ, hình như tôi có thấy cái gì đó trong người. Ôi, tô gà
Chào em. Chào anh. Là anh đây. Bao đạp tôi gì? Ủa, đổi luôn cái giọng á, trời đất ơi, không còn là cái giọng trẻ trong ngày nào nữa. Ủa, mà cái trò chơi điện tử này, ai mà chơi đó chứ? Dục tới đây. Dục tới đi. Ừ, đúng á. Dạo này tôi gà bình thường cứ qua đi chơi game hoài à. Anh này được nè, được nè. Màu đỏ thì dễ dàng. Làm cho cô gái của tôi phải buồn vậy. Nhìn mặt cô vẻ không được vui. Bỏ đi, giờ tôi bỏ đi. Con gái là phải được nuông chiều, phải được mua đồ mọi lúc mọi nơi. Tại vì con gái là tượng trưng cho vẻ đẹp, là biểu tượng của sự xinh đẹp của nhân loại. Cho nên là em mua bao nhiêu đồ cũng không đủ. Em hiểu không? Tại vì ra đường thì có vẻ nguy hiểm đó. Nhưng hắn không tự tin có thể bảo vệ cô thì hắn là một thằng yếu đuối. Và cậu ta đây mắc với món quà nguy hiểm, nhưng ta sẽ chở che cho nàng. Các bạn nghe gì chưa? Đúng là tư duy của một chàng trai nóng bỏng. Vậy là có nghĩa là anh tự tin là anh sẽ bảo vệ được tôi, cho nên tôi sẽ được đi chơi thỏa thích đó hả? Tất nhiên là vậy rồi. Được rồi. Thôi. Đi thôi. Tôi gà nguyên túi lửa rồi các bạn ơi. Đúng là nóng bỏng ngầu lòi ra. Để tôi qua tôi ra mắt Thường Huyền đến trước này. Huy Đông ơi, chị muốn giới thiệu cho em một người bạn trai mới. Đó chính là Tô Gà Tư Duy Nguyên Túi. Trời ơi, chị sai rồi đó hả? Nhầm gì? Xin chào cậu bé. Trời ơi, chị thấy sao hả? Thấy những giống như những gì em mô tả không? Chị thấy có ngầu không? Có nóng bỏng không? Con nốt này không đủ tuổi để nói chuyện với ta. Trời ơi, sao nó chảnh quá vậy? Ủa, mày có cái tính cách này vô trong mô tả không vậy? Ủa, cái này là bạn của tôi á, trong làng. Không biết nữa, nó cưng, khu đó là nó cưng điệu hóa lên á, chắc này nó chảnh quá, nó giờ nó khùng luôn rồi. Đừng có mà đánh nhau chứ, cái này chắc là hơi lỗi hay là cái gì đó đó. Anh dám động tôi sao, tôi sẽ... Được rồi, chúng ta đi hẹn hò tiếp tôi nào cô bé. Tôi đem dẫn đi ra mắt. Sao mà ổng nóng nảy quá vậy trời? Là Huy mới nói có tí xíu rồi mà ổng cầm súng lửa, ổng phụt cháy ra Huy luôn. Ơi, ông này ổng có cái gì nữa không vậy ta? Chứ tôi thấy là cũng hơi ghê ghê rồi đó nha. Được rồi, bây giờ nàng muốn đi đâu thì ta đưa nàng đi. Ha 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 ha. Được rồi, bây giờ nàng muốn đi đâu hả? Đây là cho. Tại vì thằng nhóc này mới dám làm người yêu của bà xã hả? À, sao không gì được rồi hả? Hai cái thằng nó hợp cháy. Sao mà nó dám làm người yêu của bà xã? Ờ đúng rồi, tôi gà, nhưng mà tôi gà nên nguyên tố lửa. Bây giờ ta sẽ cho thằng nhóc này để mỗi để đợi tô gà lửa hả? Cho còn chiếc xe mày nhám là động mạng đá ở chiếc xe. Chiếc xe này người nhám hả? Bây giờ thì tao quăng mày đâu rồi, tao quăng mày đâu rồi. Chiếc xe luôn kìa. Tao mạng đá tới đâu rồi? Đây rồi. Ok. Nhìn sợ quá. Như anh đã nói, anh sẽ bảo vệ em. Anh nào mà động với em thì anh sẽ nắm nó luôn. Tao đứa nào được không? Hồi nãy thằng Jack tôi không biết nó có ổn. Tao đứa nào được không? Không có đứa nào nữa đâu. Đứa nào được không? Tôi nghĩ là tôi sẽ đổi đó. Đổi nước đi các bạn ơi. Đổi nước. Cho nó nhẹ dịu xuống chứ bây giờ. Ông đổi nước luôn kìa. Anh ơi. Trời ơi. Anh ơi. Chuyện gì? Anh uống nước đi. Tại vì bây giờ em thấy anh đang rất là nóng nực bực bội á. Không được. Nếu mà em muốn anh uống nước thì anh sẽ chịu em luôn. Ok. Ok, để anh uống nè. Không tâm tình được uống kìa vậy. Chào bạn, sao bạn nhìn dễ thương quá vậy? Trời đất ơi, ủa giọng bạn này nghe có vẻ là nó thanh thoát hơn các bạn ơi. Với cả nhìn bạn này nhìn mát mẻ vậy, hồi nãy Nguyên Tố Nước. Hello bạn nha. Bạn là... Tôi là Tô Gà Nguyên Tố Nước. Sao bên kia có gì mà nó nổ quá vậy? Nhìn thấy là nguy hiểm. Tại vì cái này hồi
nghiệp là tội nghiệp bạn ấy, chúng ta có nên giúp không? Cũng nên giúp đó, tại vì bạn đây chính là bạn của tôi mà. Để có gì chị sẽ đem chiếc xe này về nhà giúp em nha, xong rồi chị phụ cho em một tí. Như xe bạn bị cháy rồi, để tôi sẽ giúp xe bạn. Được rồi, có bé ổn rồi đó bạn ơi. Tôi đã sửa xong chiếc xe của bạn rồi. Ổn rồi, cái giấc cơm. Cảm ơn nhiều nha, Bạn lái xe cẩn thận nha, tạm biệt. Ok, bye bye em nha. Bye bye, cảm ơn. Chữa lành nha. Đây chính là bạn trai chữa lành nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ok, chúng ta đi chơi thôi nhỉ. Ok, chúng ta đi chơi thôi nào. Ok, ok, trà sữa đây là tuyệt vời luôn á. Thì đây chỉ là món bạn thích hả? Đúng rồi, tôi thích uống món này lắm á, bạn không thích uống hả? Nhưng mà theo như tôi biết, món trà sữa này nếu mà uống nhiều nó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Thay vào đó, bạn có thể uống như là nước ép sinh tố trái cây, hay là uống nước hả gì đó, nước lọc các thứ đó bạn ơi. Tôi biết là mấy cái đó cũng tốt quá, nhưng mà trà sữa bây giờ hiện tại là tôi cũng thích uống lắm. Không, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn đâu. Nếu như vậy bạn sẽ không còn xinh đẹp nữa, nên là bạn hãy đi về và uống nước ép với tôi. Tôi muốn tỏa sáng. Ôi, 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 ôi.
con gà là số 1, còn đây là bạn gái của tôi, là số 2. Mặc dù không đẹp bằng tôi, nhưng mà bạn ấy vẫn là bạn gái của tôi nên là phải tôn trọng bạn ấy nghe chưa? Trời ơi, mày nói gì dữ vậy? Cậu bạn, có chấp nhận tôi là người đẹp trai nhất thế giới không? Bạn là bạn số 1, còn là số 1 đẹp trai. Đúng rồi. Một người đẹp trai, số một siêu đẹp trai nhất thế giới như tôi sao? Bạn dám làm mẹ mặt tôi trước bạn kia. Chồng ơi, trời ơi, trước mặt trước bạn kia mà. Mẹ đâu phải nói với con tôi nha, tôi không muốn hẹn hò với Nguyên Cô này. Mọi người nói cái gì khó hiểu quá, thôi đi về chơi game. Giỡn thôi. Đi chơi. Đi chơi thôi. Không chơi game nữa. Tại tạo lại nhiều đó các bạn à. Ok, tụi mình sẽ cùng nhau đi chơi thôi. Ok, các bạn thấy cái tụi nào phiên bản nào thì comment ở phía dưới nha. Chứ tôi là tụi tổng với ba cái ông nội ở phía trên này đó. Tôi chỉ thích cái người bình thường thôi. Đó chỉ là tụi bạn tư duy bình thường nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Tụi bạn bình thường nha. Bye bye mọi người. See ya. See ya.